Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay xin giao lưu với anh em hai cây kính bằng đúc 18K. Hôm nay thì nó khác với mọi hôm, đó là hôm nay mặc chiếc áo sơ mi để lên hình cho nó vui cùng anh em. Thực ra chiếc áo này thì là nguyên do của ngày hôm nay là đi bán cây kính Cartier vàng trắng cho một anh bên khối nhà nước giao lưu. Hôm qua thì cũng lên phòng của anh rất là ngại, vì thường ngày em đi ra ngoài đường thì em hay mặc quần lực, quần sóc, áo phông. Khi mà gọi đến cái địa chỉ cơ quan này, trong đầu đã nghĩ đến là cơ quan đó, là vì ngày xưa em cũng làm khối nhà nước cho nên là em cũng biết vài cơ quan trọng điểm. Sau khi hôm nay chỉnh sửa cái kính, vệ sinh đẹp và cắt cái mắt dưỡng đúng cái size mặt thì trưa hôm nay giao lưu khá là muộn, nhưng tuy nhiên thì cũng đã giao dịch rất là thành công. Bởi vì anh em biết rồi, những anh em khối nhà nước mà chơi kính vàng đa phần là những anh em có chức vị và công việc thường rất là bận, cho nên là thường chỉ tranh thủ tí buổi trưa giao lưu cùng với anh em. Thì hôm nay thì em lên hai cái kính, một cây kính vàng khối handmade của Nhật, giá 48 triệu, một cây Burberry vàng đúc ốc cũng vàng đúc 59 triệu. Đây là cây cây handmade của Nhật vàng khối 18K. Đây là cây Burberry. Burberry bán khá là nhiều. Burberry hiện nay thì cái giá mua bên kia thi đấu nó cũng khá là cao. Ở thời điểm năm ngoái là khoảng 50 triệu, giữa năm vừa rồi thì đợt đầu năm vừa rồi khoảng những cây khoảng 52 55 triệu, tùy tình trạng. Đối với những cây ốc vàng thì thường nó đắt hơn khoảng 3 triệu. Cái này nếu mà là cây bình thường, không phải là ốc vàng thì thường khoảng 5 6 triệu. Cái này em bán với giá là 59 triệu. Thực ra thì khi giao lưu anh em khối nhà nước thì ngày xưa mình làm ở khối nhà nước cũng biết là nhiều ban ngành, giao lưu thì câu chuyện cũng rất là hay, rất là vui. Hôm nay thì cũng là mặc cái bộ áo, cái này chắc cũng phải 2 năm rồi mới mặc lại những chiếc áo như thế này. Nói chung thì về cơ bản anh em đều có nhận định đeo kính rất là đẹp, cho nên là đeo kính nó khá là ổn. Anh em có thể nhìn thấy là cái nét của nó rất là đẹp. Mẫu nó cũng đẹp rồi nên là nên là khi mà đeo kính lên thì cũng khá là đẹp. Nói vui vậy thôi thì mỗi một cái kính là một cái áo chẳng hạn, cái quần, cái phụ kiện, cái túi, cái ví mình chơi thì một phần nó do cái sở thích của mình là cái điều đầu tiên. Cái đấy chắc chắn phải là điều đầu tiên. Có thể những cái thứ mà nó cái gu thẩm mỹ của mình nó chưa tốt, nó chưa chắc là đối với người khác là nó đã là hay, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy mình vui là được. Đối với cá nhân em là như thế, mình đơn thuần thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều là mình chơi một cái gì đấy phải được xã hội công nhận, phải được bạn bè người thân công nhận nó là phải là đẹp. Cái đấy theo em thì nó cũng chỉ là một phần, bởi vì cái gu của mỗi người, nó tinh tế của mỗi người nó khác nhau, mình không thể đấy được. Cái gì mà mình cảm thấy nó vui, cái gì mà nó làm cho cảm thấy nó cuộc sống nó tích cực, hàng ngày cảm thấy nó nhiều động lực cho cuộc sống thì mình chơi. Kể cả cái kính được, ví dụ cái kính mình đeo nó không đẹp chẳng hạn, nhưng mà người khác cho không đẹp, nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình thấy nó đẹp, thì điều đầu tiên mình cứ ghi nhận đã, sau đó mình sẽ tiếp thu ý kiến và mình sẽ thay đổi quan điểm hay là những cái thứ về quan điểm nó theo cái cá nhân nó khó lắm, khó thay đổi lắm. Anh em có thể thấy cái kính nó rất là đẹp, trường kính bản rộng, những càng như thế này, nó càng như chiếc này là càng 140 56 cầu 16 rất đẹp. Nhưng mà phải nói là công nhận là mặc áo sơ mi mà đeo kính trông nó cũng đẹp hơn các phiên khác thật. Bây giờ những mặt hàng mà loanh quanh 50 triệu này em bán rất là khá là nhiều. Thực ra là bây giờ thì theo như em nhận định thấy thì ngày vừa qua em bán khá là nhiều những cây loanh quanh 50 triệu. Thì là cái gu của anh em mà cái tầm tiền và cái thực sự là cái thẩm mỹ của anh em nó đạt tới cái điểm thôi. Thì những cây như thế này nó đeo rất đẹp. Đây là cái Burberry. Với cơ bản cái dáng của nó thì khá là tương đồng. Tuy nhiên thì chiếc này nó ăn điểm ở thương hiệu. Cái thứ hai là cái ốc vàng. Thì cái điều đấy nó làm cho cây kính nó đắt hơn một chút. Chơi về kính thì anh em biết rồi. Nhiều khi anh em thì tiền thì nó cũng chỉ là một phần trong cái
một phần nhỏ trong cái giao dịch thôi, còn đối cơ bản anh em là thích, bởi vì chơi về kính đa phần là anh em có điều kiện là kính vàng. Đã anh em đã hỏi đến kính vàng này, đa phần có điều kiện là loanh quanh khoảng 50 củ đổ lên là điều kiện khá là tốt rồi. Ví dụ như anh em mới chơi thì loanh quanh 20-30 triệu, thực ra những cái mặt hàng loanh quanh 20-30 triệu thi thoảng em bán xen kẹp giao lưu cùng anh em thôi, chứ còn cái mặt hàng đó thì đối với cá nhân em thì em thực sự là em cũng không thực sự là yêu thích lắm, không yêu thích lắm ở lý do là ở cái tầm giá như thế anh em kiếm được một cái kính nó đẹp nó khó lắm. Những cái gu mà em bán ở trong tầm giá như thế khi mà tư vấn cho anh em thì nói thật là có một cái phần nó cũng để cho anh em có một cái cảm nhận đối với những người mới chơi và chưa dám bỏ một cái số tiền lên để bước lên những cái bậc thang mới trong cái chơi kính thôi. Chứ còn về trong cái tâm cái thực của em thì là đối với cá nhân em thì em thấy nó là không đẹp, phải nói thật là như thế. Nó tuy nhiên thì cái nhu cầu của mỗi người nó khác nhau, nhưng mà nãy em nói đấy, cái nhu cầu của mỗi người nó khác nhau, tài chính của mỗi người nó khác nhau, cái gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, trong xã hội nó rất là nhiều cái phân cấp, cho nên là mình cũng phải đáp ứng những cái sản phẩm như thế. Những cái sản phẩm như thế đối với cá nhân mình thì khi mình đã chơi những cái hàng cao lên rồi, mình có cái cảm nhận tốt trong cái bán hàng cũng như là trong cái gu thẩm mỹ của mình nó tốt rồi thì mình thấy nó là không phù hợp, nó là xấu. Nhưng mà nhìn lại bản thân mình thì cách đây khoảng 3 năm thì mình cũng đã từng chơi những cái kính như thế. Cái kính đầu tiên là em mua, nói thật là mua chơi giao lưu với một người em mà hồi đấy em không biết thì kính, không tham khảo về giá, hồi đấy chỉ thích chơi, em mua hai cái, một cái 25 triệu, một cái 35 triệu. Đấy chính là từ cái bản thân mình nhìn ra thì là mình thấy là à mình cũng là người như thế, mình cũng đã từng chơi những cái kính nó nhỏ nhỏ tiền như thế. Được rồi mình chơi lên những cái kính 70-80 triệu, 100 triệu, hơn 100 triệu. Nói chung là mọi thứ thì nó đều phải có lộ trình và tất cả những cái thứ đó thì để mình đều phải trả giá bằng tiền. Ví dụ như em mua những cái kính đầu tiên chẳng hạn thì khi đó là mình cũng là tâm thế của một người chơi. Thậm chí bây giờ như thế, có nhiều cây kính như hôm qua thì thực ra là có một vài việc em không vào một cây vàng nâu khá là đẹp. Cây đấy thì mua, chắc em mua về thì chắc là cái giá để chơi rồi, bởi vì thực ra cái giá nhiều khi thi đấu nó cũng rất là căng. Đối với những cây kính mình thích thì này, mình có thể mình xuống tiền rất là mạnh. Tuy nhiên thì nó trong kinh doanh thì nguồn vốn nó có rất là quan trọng, nên là nhiều khi em cũng đắn đo một chút. Bởi vì mình đã có một vài cây Cartier vàng đúc để chơi rồi, nó loanh quanh đã mất mấy trăm triệu tiền chết rồi. Thì khi mà số tiền mình bỏ ra nhiều như thế thì cái làm ăn, cái luân chuyển tiền của nó sẽ bị chậm. Điều đấy điều chắc chắn. Mà đi buôn thì anh em biết rồi, ai thì nói gì nói, đi buôn thì bao giờ cũng phải có cần tiền vốn, vốn bao giờ nó cũng phải lưu động, nó phải lãi, lãi nhanh, tỷ suất đồng tiền nó phải nhanh thì sau này mới có những cái sản phẩm nó nâng tầm để mang về cho anh em được. Chứ còn bây giờ cái gì cũng ôm đồm mà thực sự nó rất là khó. Thực sự cây kính ấy rất là tiếc, nhưng mà hy vọng anh em cũng sẽ được trải nghiệm thôi, bởi vì một vài ngày nữa thì chắc là nó cũng về Việt Nam và một vài seller khác sẽ đăng lên bán. Hy vọng là anh em có điều kiện thì anh em mua và giao lưu. Đối với cá nhân em thì có nhiều cái về kính thì có nhiều cái em mua là mua cho bản thân, còn nhiều cái những cái mặt hàng loanh quanh 50 triệu này là mang tính chất thương mại là nhiều. Còn đối với những mặt hàng mà loanh quanh 100 triệu, hơn 100 triệu thì đa phần em mua cũng có một phần là mình thích, mình chơi nữa. Bởi vì chơi cái này nó không mất giá, thứ hai là cái nó không thiệt. Cái mà như hôm trước em nói rồi, cái giá đắt và giá rẻ, nhiều khi là cái giá đắt đối với nhiều người, người ta nhìn vào cái giá để người ta đánh giá của một đồ vật, nhưng đối với em thì không. Cái đắt với rẻ nó theo cái tỷ lệ hài lòng của bản thân mình. Mình có thể đối với người khác mình mua đắt nhưng mình cảm thấy hài lòng thì mình vẫn vui, mình vẫn thích, bởi vì nó phục vụ cho mình mà. Chứ còn nếu mà mình mua mà ngày mai mình còn nghĩ mình còn đi bán thì cái đấy mới là nghĩ tới đắt rẻ. Còn cái gì mà mua cho mình thì em không bao giờ nghĩ đắt rẻ, thích thôi. Tất nhiên là nó phải ở một cái mức giá nó phù hợp, chứ không phải cái đồ này xứng đáng 10 mà mình mua tới 20, không phải. Cái đồ này 10 mình có thể mua tới 13, 12, 13, chuyện đấy bình thường, không vấn đề gì cả. Tất nhiên nó phải ở trong một biên độ nó nhất định. Hôm nay thì cùng ngày cuối tuần, giao lưu của anh em hai cây kính vàng, và hy vọng là chúng ta còn có ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. Xin cảm ơn anh em.